Nanu lại là bộ đôi ăn hại của team ăn hành đây. Nếu Thái Lan có kem cuộn, Việt Nam có kem trộn, Ý có gelato thì Singapore cũng không hề thua kém với món kem kẹp trứ danh của mình. Không cần đi đâu xa đến tận quốc đảo sư tử, cùng tụi mình thưởng thức món kem kẹp Singapore nổi tiếng này ngay tại trung tâm Sài Gòn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhìn từ xa xa đã thấy một dòng người nối đuôi nhau xếp hàng mua món kem kẹp nổi tiếng này rồi. Đông quá rồi đông luôn, không hổ danh là món kem top trending. Xe kem tuy nhỏ xinh nhưng menu lại vô cùng đa dạng với tận 8 hương vị kem khác nhau. Nào là sô-cô-la, nè, khoai môn rồi matcha, ôi toàn hương vị đỉnh của chớp. Mà giá lại hợp lý nữa chứ, chỉ có 28.000 thôi. Nhìn cách mấy chế cắt kem điêu luyện gì đâu luôn, tay mấy chị thoăn thoắt lượn vài vòng là đã có ngay những chiếc bánh kẹp kem đầy hấp dẫn. Hương vị thì khỏi phải nói luôn, ôi mùi vị của kem kẹp độc lạ, khác mọi loại kem khác luôn nha. Ngọt vừa phải nè, không hề ngấy, chất sữa béo thơm cuốn vô cùng. Ăn một phát là phải ăn tiếp phát thứ hai, phát thứ ba, không thể dừng. Cắn tới lớp bánh giòn tan thì đã khỏi nói luôn. Giữa trời Sài Gòn oi bức mà cắn một phát kem kẹp Singapore thì sướng tê tái, phái ơi là phái.